Hello và hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Mình là Comical và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series đua cùng Thánh The John nha các bạn. Ok, phải nói là rất lâu rồi, phải nói gần 3 tháng. Đúng rồi, 3 tháng nay mình chưa làm về cái cuộc đua nào về chôn chủng hết. Thì ngày hôm nay mình đã kiếm được một cái map nói về chôn. Ok, và xem coi như thế nào nha các bạn. Và ok, vào map thôi. Đó, bạn thấy cái quả mũ chất không? Đó, mũ bia. Đó, đội hẳn hai cái chai bia lên đầu và mút bia các bạn ạ. Ok, và mình đã hóa thân thành một cái con xe nhìn khá giống một cái chiếc xe đồ chơi. Ok, gồm 4 bánh và ok đi thôi. Xem coi map này chôn chủng như thế nào nha các bạn. Wow, mới đầu chúng ta đã được đi ở trên một cái đoạn đường khá chi là bình thường. Wow. Đây chính xác là cái đoạn đường chôn của chúng ta. Để xem, ôi. Rồi xong, vãi cả trưởng, vừa mới vô cái checkpoint đầu tiên là nó đã chôn mình một cách rất là mất dạy luôn. Đặt ngay cái tăng tốc ngầm ở dưới cái đường đua. Ok, rồi thôi bây giờ đi ngược nhá. Vào, từ từ mà đi nha các bạn. Ok, ngon rồi, rồi tiếp tục lượn lách qua và ăn checkpoint đầu tiên. What the fuck? Chứ ngại vật gì mà nhiều cái mà để cái này là gọi là cái cáp treo, đúng rồi, cáp treo các bạn ạ. Wow, có 6 cái cáp treo mà không biết đi cái đường méo nào về đúng đây nhỉ. Ok. Wow, chắc chỗ này là nó sẽ có một cái bức tường tàn hình các bạn ạ. Và xem coi đường thứ nhất đúng không? Ôi trời ơi. Ôi vãi trường ạ, té luôn các bạn ơi. Xui vãi trường, ok, đường thứ nhất không đúng rồi. Thôi cứ theo phong thái cũ là mình sẽ đi mò đường. Đấy, cứ 1, 2, 3, 4 không đúng thì 5, 6, 7, 8 phải đúng. Ok, đường thứ hai cũng méo đúng rồi các bạn ơi. Vãi trưởng mò đường này khá là lâu đây. Thú thật là mình tính nhờ bạn TK Gaming, bạn Tín ấy, đấy, vô hỗ trợ mình cái map này. Tại vì map này mò đường rất là lâu. Nhưng mà hôm nay bạn ấy bận rồi các bạn ơi, nên không hỗ trợ mình được cái gì cả. Mà không sao, mình sẽ tự đi mò vậy. Và nói luôn là mò một mình vậy chắc chắn sẽ rất là lâu nha các bạn. Cứ như kiểu mò cua dưới đáy biển ấy, đấy. Đấy, nên rất là lâu. Ok rồi, đường thứ tư không đúng, xem coi đường thứ năm có đúng không nha. Các bạn nhớ comment đóng góp ý kiến ở cái map này nha các bạn. Ví dụ đường nào đúng thì hãy nhớ ấn. Ok, rồi chắc chắn đường thứ 6 này đúng rồi ha. Chắc chắn luôn, tại vì 1, 2, 4, 5 không đúng thì chắc chắn đường thứ 6 nó sẽ phải đúng. Còn không đúng nữa thôi, thoát map. Ok, rồi bây giờ cái đường thứ 6 này cũng không đúng rồi. Rồi tiếp tục đi ngược về. Và qua đường thứ 5. Đấy, cái kiểu mò map như thế này phải nói rất là phê và rất là nhức óc. Ôi giời ơi, tí nữa ăn checkpoint tiếp theo là chúng ta gặp cái chướng ngại vật gì mà toàn hình tròn không các bạn ạ. Xanh đỏ tím vàng luôn. Oh wow, và đây chính xác là bức tường tàn hình của chúng ta nha các bạn, đấy các bạn thấy không. Wow, một cái tấm vô cùng mỏng, mỏng dính luôn các bạn ạ. Đấy, tạo ra thành một cái ảo giác. Khi mà nhìn vầy thì nó sẽ tàn hình, còn nhìn bên đây thì nó hiện hình các bạn ạ. Cứ như kiểu yêu quái vậy ấy. Đấy, hiện hình, tàn hình bất cứ lúc nào. Ôi giời ơi, xém nữa lật xe các bạn ạ. May đấy, cái pha đấy rất là may đấy nha. Ok, đi tiếp nào. Xem coi cái đường số 3, đây đường số 3 đúng không? À không, đường số 4. Số 4 nha các bạn, xem coi nó có đúng không nha. No. Ui giời, cũng không đúng luôn rồi. Vãi trưởng lại chơi 6 đường mà khó thế nhở. Cứ mò từ nãy giờ không đúng. Không khéo đường thứ nhất lại đúng đây này. Ok, còn 2 đường nữa, đường thứ 1 và đường thứ 2. Không biết là đường nào sẽ đúng đây các bạn ơi. Mình nghĩ là đường thứ nhất quá. Đường thứ nhất đúng thì phải. À thôi kệ, cứ đi qua đường thứ hai đi, mất công đường thứ hai đúng nữa lại bỏ mẹ luôn. À đúng rồi. Đấy, xem nữa là tôi đi đường thứ nhất. Đấy, đi thứ nhất là chắc chắn là thời gian nó sẽ lâu, đi khoảng tầm 30 giây nữa rồi. Nhưng rất may. Đấy, Khôi rất tỉnh và rất là đẹp trai. Vì thế Khôi đã đi đường thứ hai và đó là lựa chọn rất là chính xác. Và ok, bây giờ là một chướng ngại vật phải nói là méo biết đi đường nào luôn. Ok, cái chỗ này thì chúng ta sẽ đi bên trái hoặc đi bên phải nha. Nhưng mà mình fail con mẹ nó luôn rồi các bạn ơi. Ok, mình sẽ đi thử bên trái trước nha các bạn. Đó, đi thử bên trái trước xem coi nó có qua được hay không nhá. Chỗ này chắc lại gặp tường tàn hình đây. Nhưng mà không biết là đường này có gặp không. Ôi trời ơi, gặp rồi các bạn ơi. Vãi trưởng gặp tường tàn hình rồi. Để quay về xem coi, soi map coi. Ok, chẳng thấy méo gì cả các bạn ạ. Vậy là đường bên trái này không đúng nha các bạn. Ok, lùi lại và đi qua đường bên phải nào. Ôi, từ, ôm cua quá. Ôi giời, lại té luôn các bạn ơi. Ok, là đi đường bên phải nha.
đường bên phải nó lại tẽ ra thêm hai cái đường nữa và méo biết đi đường nào là đúng đây các bạn ơi. Ok, hy vọng là wow, cái này không phải tẽ ra hai đường nữa các bạn ơi, nó tẽ ra thành ba đường, trái giữa phải, không khéo chắc đi đường ở trong này này, chứ chẳng có thằng nào ngu tạo ra cái đường ngoài này là đường đúng đâu ha, chắc chắn là phải đi đường trong. Ok, mình sẽ chọn qua bên bên giữa đi. Ok, giữa đi nha, giữa hy vọng là nó sẽ đúng các bạn ạ. Nope. Ôi giời ơi, rồi vãi trưởng ạ, không đúng rồi. Ôi giời ơi, giữa và bên trái cũng không đúng luôn. Đấy các bạn thấy cái từng tàn hình không? Giữa và bên trái không đúng nha. Vậy chắc chắn là đường bên phải đúng rồi. Vãi cả trưởng, cái map nó trồn ghê thế nhờ. Có vẻ là tôi với cái thằng tạo map này nó không hợp ý nhau đấy. Cứ đi cái đường nào là tôi sai hết á. Đó, ok rồi bây giờ lùi lại và đi qua đường bên phải. Đó. Chơi cái thể loại này thì chúng ta phải vặn não nha các bạn. Xoắn não mà chơi. Đó nên nó hơi lâu đây. Mặc dù xoắn lão lắm rồi nhưng mà có vẻ là tôi với cái thằng tạo map nó không hợp phong thủy với nhau. Coi như hai thằng đánh đấm nhau hay sao các bạn ạ. Đó, coi như là tôi chọn đường này lúc nào cũng sai. Ok, rồi đi tới đây rồi, bây giờ làm cái méo gì nữa đây. Wow, nó chặn rất là nhiều tường tàn hình ha các bạn. Khi mà chúng ta tới đây rồi thì chúng ta có thể thấy là rất là nhiều tường tàn hình được chặn luôn. Ok, giờ thì chắc chắn là cái đường bên trái là bỏ đấy ha các bạn. Chúng ta cứ vậy là đi đường bên phải hoặc là đường giữa. Thì không biết là đi đường nào đây ta. Chắc có thể là đi đường giữa các bạn ạ. Mình nghĩ là sẽ đi đường giữa. Tại chỉ chả có cái thằng méo nào đấy nó chọn cái đường gần nhất để mà đi đâu. Ok, xem coi lần này lựa chọn của mình có đúng không nha các bạn. Và nói luôn là mình chưa chơi map này lần nào đâu nha các bạn. Đó, mình tải về là mình cứ vậy là mình chơi thôi. Tại vì mình thấy tên map nó là trôn ấy. Đó là nên mình chơi thôi ha. Chứ thực chất là mình chưa chơi map này lần nào đâu nha các bạn. Đó, vì thế đừng bảo mình chơi rồi nha. Một số bác cứ bảo mình chơi rồi nhưng mà ai biết được. Đấy, tôi đã chơi đâu. Ok, rồi tiếp tục đi qua bên đường này xem coi như thế nào đây. Đi được không đây? Wow, được rồi. Wow, ngon lành đấy nhỉ. Ok, cái chỗ này là đi đường giữa hoặc đường bên phải đều được nha các bạn. Ok, chỗ này không thấy đường tường tàn hình này, đó. Giữa và phải đều được. Ok, giờ drip qua và ăn checkpoint thôi các bạn ơi. Cảm giác cái map này rất là dễ chơi khi mà nó chỉ tạo ra bức tường tàn hình thôi. Nó còn chưa tạo ra cái chướng ngại vật mà rơi rớt đấy các bạn ơi. Đấy, đụng vô là rơi hoặc là rớt đấy. Đó, rất là may là như vậy. Ok, ăn hai cái checkpoint mà cảm giác cái tường tàn hình này cũng khá là đơn giản thôi. Ok, bây giờ chúng ta đã gặp mấy cái thang máy này các bạn ạ. Wow, rất là nhiều thang máy, gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái thang máy các bạn ạ, vãi cát trưởng luôn ạ, 8 cái thang máy. Ok, tiếp tục lại mò kim dưới đáy cua. Ok, cứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là cũng ra cái con đường thôi ha. Ok, đường thứ nhất không được rồi các bạn ơi. Các bạn nhớ comment để giải mã cái map này giúp mình nha các bạn. Đấy, từ nãy giờ là hình như là 6, 2 phải phải giữa trái gì đấy đấy, mình không nhớ nữa rồi đó. Bạn nào mà muốn giải mã map thì có thể là xem lại clip nhá. Nói chung là mình không nhớ được các bạn ạ. Ok, nhất 2 không được rồi, 3 xem coi. Wow, 3 qua được nha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đi thử đi ngược lại coi. Đó, bây giờ mình sẽ đi thử cái số 8. Số 8 này quay ngược về tới số 1 ha. Ok. Hy vọng số 8 này sẽ qua được. Nope. Ôi giời ơi, chém té bạn ạ. Ok, đường vừa nãy là đường 3, bây giờ là đường 8 không được rồi. Xem coi đường 7 có được không nha. Ui giời, tường tàn hình tạo đúng là chất luôn. Tạo mà thề, nhìn vậy không bao giờ thấy được này các bạn ơi. Không bao giờ thấy luôn. À không thôi, tới đây là soi map nhỉ. Quên, có soi vậy. Ôi mà không soi được bạn ơi. Không soi được nha. Không soi được map. Wow, map tạo rất chi là kinh đấy, mình không thể nào mà mình soi map để mà đi nhanh được các bạn ạ. Rồi, vậy là vừa nãy là cái đường số 7 nó cũng không đúng nha các bạn. Giờ qua đường số 6 xem coi. Úi giời, không đúng luôn các bạn ơi. Vãi cả trưởng tôi ạ. Đó, cứ mò kim dưới đáy cua thế này thì không biết sao đây. Wow, chỗ kia còn có một cái máy bay nó rơi xuống nước kìa các bạn ơi. Vãi trưởng luôn. Ok, đường này được. Ok, đường số mấy đấy nhở? Từ đếm lại 1, 2, 3, 4, đường số 4 nha các bạn. Đường số 4 được, ok, là ăn checkpoint rồi. Wow, chỗ này có mấy cái thùng xăng. Lạng lạng quá chứ không nó nổ. Ok, đi nào. Cái gì nữa đây? What the fuck, bây giờ chúng ta sẽ có một tiết mục là bay lên đây à. Ui ơi, ô không được. Không lên được các bạn ạ. Bãi trưởng lại mò cua tiếp rồi. Map này phải nói là mò cua rất là nhiều. Ok, đường thứ nhất không được.
Thứ nhất nhì ba bét vậy thôi ha. Rồi nhì cũng méo được luôn các bạn ơi. Ba vừa nãy đi rồi không được. Tứ xem coi được không. Úi giời tứ không được luôn. Rồi ngũ, ngũ chắc chắn là được rồi. Ngũ này là lên luôn đây. Lên cứ như kiểu là ngũ vị hương luôn các bạn ạ. Ờ đúng rồi lên được. Quá tuyệt vời. Tiếp tục ngũ nè. Rồi không được luôn rồi. Rồi còn tam tứ ngũ lục. À không, không có lục. Có tứ rồi. Rồi tứ cũng méo được luôn. Tứ không được thì tam. Tam được không đây? Ok lên luôn. Quá ngon và quá đờ lành luôn ạ. Ok đi nào. Ôi 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 ăn thịt bòi. Ui giời ơi vãi trưởng ạ. Ồ may thế nhỉ. May sao tôi ôm cua được cái pha đấy các bạn ạ. Cái là đi qua được luôn. Quá may mắn. Một phép màu các bạn ạ. Rồi cái này trôn cái gì nữa đây? Chắc là phóng nhanh quá thôi à. Chắc không trôn gì đâu. Đúng rồi phóng nhanh quá thôi. Ui 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 xém té các bạn ạ. Xém là chết. Ok bây giờ đến lượt những cái hình hộp. Cũng có 5 cái hình hộp các bạn ạ. Xanh 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 xanh. Ok. Rồi giờ đi đường giữa đi. Làm quả đường giữa phát. Ui giời đường giữa không đúng rồi. Phải nói từ nãy giờ mình chưa đoán một cái nào đúng chính xác ngay lần thử đầu tiên các bạn ạ. Ok 4 thử coi. Nope. Ui giời 4 cũng méo được luôn. 5 chắc được rồi. Mình nghĩ là 5 sẽ được. Ui đi ngược không được rồi. Ok drip qua lại nha. Ui giời ơi ạ. 5 chắc chắn được. Tôi đảm bảo 5 được luôn. 5 được không đây? Ui giời không được luôn à. Vãi nhỉ. Khó đấy à nha. Đoán từ nãy giờ 3 ơi quên lộn 5 thùng thì 3 thùng nó không đúng rồi. Còn 2 cái thùng này nữa thôi. 2 được không đây? Ok 2 được. Làm quả 2 nữa đi. Ôi giời ạ. Vẫn tiếp tục lại fail tiếp rồi. 1 đi nha. 1 thấy từ nãy giờ ít ít cái làm ở số 1 lắm các bạn ơi. Bây giờ qua số 1 coi. Ôi giời không được luôn. Có vẻ là cái thằng tạo map nó không ưa số 1 các bạn ạ. Đấy. Nên nó không tạo cái đường đua chuẩn xác ở số 1. Đường này xem coi. Ui giời cũng không được luôn ạ. Đường nào được đây trời. Đường số 5 thử coi nha. 5 được không đây? Ok được rồi, được rồi, được rồi. Ngon lành rồi. Rồi tôi nghi chỗ này có tăng tốc ngầm quá các bạn ơi. Làm quả đi ngược cho chắc ăn nha các bạn. Từ nãy giờ ăn 2 quả tăng tốc ngầm rồi. Bây giờ đi ngược cho nó chắc ăn các bạn ạ. Lỡ may lại ăn tăng tốc ngầm nữa hơi mê. Rồi ok. Ăn checkpoint nào. Ôi giời ơi tới đích luôn rồi các bạn ơi. Cảm giác map này trôn cũng khá là nhiều trôn. Nhưng mà đích cũng khá là nhanh. Ok rồi tới đích rồi ha. Nhanh vãi trưởng ạ. Không biết là thời gian bao nhiêu phút đây. Ok tôi giải mã xong map này là thời gian là bao nhiêu phút. Ôi giời ơi có 12 phút 16 giây thôi các bạn ơi. Phải nói là hôm nay tôi giải map cứ như kiểu là thánh thần hiện xuống. Thần linh vãi cả trưởng luôn. Đấy coi như có 12 phút là qua được cái map trôn này rồi. Quá nhanh và quá chất luôn. Rồi ok, chắc có thể là tôi kết thúc cái video này tại đây các bạn. Nếu các bạn thích cái video này của tôi thì hãy nhớ cho tôi một like, một lượt chia sẻ và nhớ comment ý tưởng nha. Ok, đặc biệt là nhớ bấm chuông nha các bạn. Ok, từ nãy giờ nói tôi cảm giác ngượng ngượng. Nói mình với các bạn thì nghe có vẻ hấp dẫn hơn nhỉ. Ok, thôi bây giờ bye bye tất cả các bạn và hẹn các bạn vào video tiếp theo của mình nha các bạn. Ok, bye bye. I feel bad.